Thưa quý vị, xem bói tên, biết vận mệnh, giàu hay nghèo, bí mật sau cái tên của bạn đi theo mỗi con người trong suốt cả cuộc đời và gắn mình với vận mệnh. Khoảng 12.000 năm trước, người Ai Cập cổ đại rất coi trọng các chữ cái. Họ đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về sinh học, thiên văn học. Vì vậy, những chữ cái có ý nghĩa quan trọng và đặc biệt tâm linh với người Ai Cập cổ. Họ quan niệm rằng mỗi chữ cái đại diện tên của mỗi người là biểu diễn số phận của người đó về nhiều mặt như tính cách, sở thích, ưu điểm, nhược điểm, tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp và công danh trong cuộc đời mỗi con người. Hãy cùng tôi tìm cái tên của bạn bắt đầu bằng chữ gì và có bí mật gì. Nó sẽ giúp bạn tự đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu của mình, bởi nhân vô thập toàn. Đầu tiên là chữ A. Nếu như tên của bạn bắt đầu từ chữ A hoặc Á, Ớ, chứng tỏ bạn là người tự lập và đầy tham vọng. Bạn không bao giờ để tuột khỏi tay cơ hội gần như đã nắm chắc chắn và thường nhanh chóng đưa ra quyết định, chứ không phải là người nước đôi, ba phải. Nếu ở cương vị một nhà lãnh đạo, bạn sẽ chứng tỏ được nể nhiều hơn là năng lực của mình. Những nguyên âm này chứa đựng năng lực chỉ huy và có khả năng đứng vững trên đôi chân của mình. Họ có nhiều tham vọng, thường rơi vào tình thế phải đưa ra những quyết định nhanh. Mặt tiêu cực, cố chấp hay bảo thủ, ích kỷ, đặc biệt dễ mắc bệnh về hô hấp. Những người có tên bắt đầu bằng chữ B, họ thường là người nhút nhát, sống coi trọng tình cảm và đặc biệt là kiềm chế bản thân trước những cám dỗ, là những người thích sưu tầm, gìn giữ những gì mà họ tôn trọng và yêu mến. Bạn có tính rụt rè, kín đáo, luôn khát khao tình cảm, yêu thương. Bạn rất hay dồn nén những buồn vui cho riêng mình chịu đựng, cho nên quá cầu toàn, đi tìm điều tốt đẹp hơn khi bạn đã bất chấp những sự việc xung quanh mình. Mặt tiêu cực, bạn sống hơi cô lập và ủy mị. C là một cái chữ mở. Bởi thế, những người có tên bắt đầu bằng chữ C là những người thân thiện, dễ hòa đồng, cởi mở. Không chỉ có vậy, họ rất năng động và sáng tạo. Họ ưa thích đi đây đó nên thường rất khó tiết kiệm tiền. Bạn thích làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thích du lịch và chấp nhận rủi ro để kiếm tiền. Mặt tiêu cực, đôi khi bạn hay lãnh đạm, dửng dưng và tủn mồn. Chữ D hoặc chữ D vốn là một cái chữ đóng. Nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ D hoặc chữ D thì bạn là người khó dè dặt, thận trọng, không có tính phiêu lưu. Điểm đáng quý của bạn là coi trọng cuộc sống gia đình nhưng hơi tham công, tiếc việc. Nếu đảm nhận vai trò người quản lý, bạn sẽ làm rất tốt. Nếu tên bắt đầu bằng chữ D, bạn là người quản trị gia, tài ba. Bạn là người rất bảo thủ. Mặt tiêu cực là khắt khe, bướng bỉnh và thích tranh cãi. Nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ E hoặc E, bạn là người rất cởi mở, thích tự do, đôi khi dễ thay đổi. Do chữ E có hình dạng quay về trước nên bạn là người lạc quan, nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, bạn rất nóng tính. Nếu chữ cái đầu tiên của bạn rơi vào chữ G, bạn không được cởi mở cho lắm. Bạn có khuynh hướng thích sống một mình. Bởi vậy, bạn thường bị nhiều người khác hiểu lầm là lạnh lùng, khó gần. Khi bạn thích điều gì, bạn say mê đến cuồng nhiệt. Thường đánh giá người qua bản chất chứ không phải qua hình thức. Ngoài ra, bạn có khả năng diễn thuyết trước đám đông. Bạn sống cô lập, bảo thủ. Bạn rất hay bị hiểu lầm, người khác nhìn vào
như một ốc đào. Tuy nhiên, bạn có quyết tâm cao và luôn xem chất lượng hơn số lượng. Mặt tiêu cực, thích chỉ trích và dễ làm tổn thương người khác. Chữ H giống như một tiếng than. Bởi vậy, bạn sẽ có nhiều bước thăng trầm trong cuộc đời. Bạn là người tự chủ, biết mình muốn gì, cần gì. Và hơn hết, bạn biết mình đầy tham vọng, luôn khát khao vươn lên nấc thang của sự thành công. Nhược điểm duy nhất của bạn là quá ham vào việc kiếm tiền. Bạn tự kiểm soát tốt, có khát vọng mạnh mẽ đến thành công. Nếu có địa vị, bạn có thể trở thành người lãnh đạo tốt, song cũng có thể rất tồi. Mặt tiêu cực là hơi khắt khe trong cách nhìn nhận, đánh giá con người và sự việc. Bạn cũng nên cẩn thận với tiền bạc, vì chữ H của bạn trống rỗng cả đầu lẫn đuôi. Nếu K là chữ bắt đầu tên của bạn, chứng tỏ bạn thích cuộc sống tự do, vui vẻ và vô tư. Bạn yêu thích âm nhạc vì âm nhạc có thể dịu bớt sự căng thẳng trong tâm hồn. Bạn thường chủ động đối mặt với những điều nan giải trong cuộc sống. Bạn hành động rất ngẫu hứng, lúc nào cũng khẳng khái, ung dung và cảm nghĩ. Các giác quan của bạn hơi kém, nên lắng nghe những mối linh cảm của mình. Mặt tiêu cực, người bắt đầu bằng phụ âm này ý thật lòng và hay ủ dột. Nếu tên bạn bắt đầu là chữ L, chữ L nói tên bạn là người thân thiện, nồng hậu, có đôi chút lãng mạn, thường coi trọng cuộc sống gia đình. Bạn có khả năng sư phạm và năng khiếu âm nhạc. Tuy vậy, cái duy nhất mà bạn còn thiếu là sự kiên nhẫn. Đôi khi, bạn còn tỏ ra là người rất lãng mạn với nghề nhà giáo hoặc lĩnh vực âm nhạc, rất thích hợp với bạn. Bạn hay có cảm giác bị người khác hiểu lầm. Chỉ cần rèn luyện thêm tính kiên nhẫn, bạn sẽ là người quan tòa tốt cho những rắc rối. Bạn là người trầm tính, suy nghĩ khá chín chắn, nên nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ M, bạn có năng lực quản lý mọi việc tương đối chăm chỉ. Nhược điểm lớn nhất của bạn là tính thực dụng. Bạn siêng năng làm việc, cầu tiến và biết tổ chức tốt mọi việc. Mẫu người nội trợ giỏi cũng chính là bạn. Một khi đã vươn lên được một bậc, bạn biết cách giữ vững chỗ đứng của mình. Mặt tiêu cực đó là hơi lạnh lùng, thiếu cảm thông và thiếu nhạy cảm. Chữ N ở trên đầu bạn cho thấy bạn là người tự do, bộc trực và đôi lúc có những ý tưởng hay. Trong suốt cuộc đời mình, bạn có thể được đi rất nhiều nơi. Điểm thiếu sót của bạn là lập trường không vững vàng. Chữ N vốn có hình dạng kết mở ở hai đầu, vì thế người có tên bắt đầu bằng chữ này có suy nghĩ cực kỳ phóng khoáng. Tuy nhiên, họ không phải là người ồn ào. Những người này có trực giác rất tốt, tư duy linh hoạt. Mặt tiêu cực, hơi độc đoán, dễ cáu gắt và ích kỷ. Chữ O, O, Ơ, người có tên bắt đầu bằng một trong ba chữ cái trên là người cố chấp nhưng có trách nhiệm trong công việc. Họ là những người trung trực và luôn coi trọng gia đình là quan trọng. Tuy nhiên, họ là người hơi tự mãn và bằng lòng với những gì mình đã có. Điều đó lý giải vì sao những người có quyền hành thường ít bắt đầu bằng chữ O, O, Ơ trong tên. Bảo thủ là tính dễ nhận thấy ở bạn.
chính hình thù, tròn chỉnh, khép kín của chữ O thể hiện sự tự vệ ấy. Tuy nhiên, bạn là người có tinh thần trách nhiệm và rất có duyên với tiền bạc. Đối với bạn, mái ấm gia đình là rất quan trọng. Đó là nơi bạn có thể nghĩ về sau một ngày làm việc mệt nhọc. Một ưu điểm nữa, bạn sống rất thật lòng. Mặt tiêu cực, hay tự cho mình là đúng, hơi tự mãn và đa nghi. Nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ P, bạn là người hiểu biết và tập trung cao độ khi làm việc. Bởi thế cho nên không có gì khó hiểu khi bạn thường giải quyết công việc một cách nhanh chóng, kiên trì trước những khó khăn trong cuộc sống. Tên bắt đầu từ chữ P là uyên bác và có năng lực tập trung cao, tính hay lo xa. Vì thế bạn luôn làm việc chăm chỉ, xử sự và chi tiêu luôn có cân nhắc. Điều đó không có nghĩa là suốt ngày bạn vùi đầu vào công việc. Bạn biết tận dụng những giây phút thư giãn quý báu. Mặt tiêu cực, bướng bỉnh hay tự cao tự đại và thường rất ưu sầu. Nếu tên bạn bắt đầu là chữ Q, cho biết bạn là người trung thành, ít thay đổi tâm tình và ít hiểu biết. Bạn có khả năng kiếm tiền, làm ra tiền, nhưng đôi khi giàu trí tưởng tượng và thiếu thực tế. Bạn là người đằm thắm, thủy chung, nhưng những người này có thiên hướng hình thành tính cách phẩm chất như một tầng lớp quý tộc. Hãy cẩn thận, mặt tiêu cực của chữ này bắt đầu có thể rất nguy hiểm. Những người bắt đầu bằng chữ R thường hiểu biết rộng nhưng khá thực dụng. Họ là người tự tin và truyền niềm tin cho người khác bởi họ thích làm những công việc từ thiện. Nhược điểm của họ là thiếu kiên nhẫn. Nếu tên bạn bắt đầu là chữ S, bạn là người làm việc một mình và có tự lập từ khá sớm. Bạn có trí nhớ tốt nên có thể thích hợp với nghề diễn viên. Nhược điểm của bạn là thường làm việc không đến nơi, đến chốn. Thường chỉ kết thúc đường công danh sự nghiệp khi đã làm ông chủ. Bạn thường muốn đặt cho mình bằng mục đích nhưng đôi khi cũng hay bỏ giờ nửa chừng. Khúc lườn ngay chính giữa chữ S chính là nguyên do có tính cách này. Mặt tiêu cực là hay tự phụ. Chữ T. Hình dạng chữ T quay về hai phía. Những người bắt đầu bằng chữ T là người tinh tế, luôn nhìn vào hai mặt của một vấn đề. Bạn hay giúp đỡ người khác nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Bạn có tính đoàn kết cao, bạn thường biết ngăn ngừa những điều xấu có thể xảy ra với mình. Những người bắt đầu bằng chữ T có tinh thần hợp tác tốt, thích hợp với vai trò hòa giải. Mặt tiêu cực đó là bướng bỉnh, nóng tính và thích mỉa mai. Nếu tên bạn bắt đầu là chữ U, bạn là người cởi mở, thân thiện. Điều đáng quý ở bạn là sự trung thực và đáng tin cậy. Nhưng cũng chính bởi sự thật thà trung thực mà đôi khi không sáng suốt và dễ cả tin. Bạn có diện mạo dễ coi, có đầu óc sáng tạo, trí nhớ tốt đối với những vấn đề có liên quan đến ngôn từ, chủ nghĩa. Mặt tiêu cực, bạn rất hay ghen, đôi khi không kiềm chế được cảm xúc. Bạn dễ nổi nóng, sẵn sàng gây gổ với người khác, rắc rối rất dễ xảy ra. Nếu tên bạn bắt đầu là chữ V, cho thấy bạn là người biết cân nhắc bằng mọi vấn đề trong cuộc sống. Không chỉ có vậy, bạn còn hơn những người có chữ cái khác ở chỗ bạn biết đặt cho mình mục tiêu vươn lên và sẵn sàng làm việc không biết mệt mỏi để đạt được suốt cuộc đời. Bạn luôn phải xây dựng một sự cân bằng như hai chữ Q.
của chữ V. Chữ V thoải dốc, có đáy nhọn. Đây cũng là nét tính cách của bạn, biết đúc kết những suy nghĩ thành ý tưởng. Mặt tiêu cực trong tính cách của bạn đó là không thận trọng trong công việc, thực dụng, đôi khi hoang phí và thiếu cân nhắc. Nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ X, bạn là người biết cân bằng giữa vật chất và tinh thần, không bao giờ có những đòi hỏi quá cao. Bạn thích giúp đỡ gia đình và bạn bè. Những người có tên bắt đầu bằng chữ X đều là người có tinh thần sáng suốt, lành mạnh. Chính nhờ ưu điểm này đã luôn giúp ích được cho bạn bè và người thân. Tuy nhiên, bạn thường hay gặp khó khăn trong cuộc sống của bạn, chứa đựng nhiều đắng cay và thù hận. Nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ Y, cho biết bạn là người có suy nghĩ chín chắn nhưng rất quyết đoán. Bạn lúc nào cũng thích hoạt động và ghét phải ngồi rỗi. Trong cuộc sống, bạn là người thích đối mặt với khó khăn và đặc biệt là sự đơn độc. Bạn yêu thích tìm tòi học hỏi, không thích ngồi lê đôi mách. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, bạn thường không dứt khoát khi đưa ra quyết định cuối cùng cho vấn đề của mình. Cảm ơn bạn đã xem. Mời bạn đăng ký kênh để theo dõi các video về sức khỏe và phong thủy. Chúc bạn nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống.